Xin chào tất cả các bạn. Đùi trong những mỡ sẽ khiến cho chị em chúng ta tự ti, ráng đi bớt phần uyển chuyển. Chỉ với 5 phút mỗi ngày, đôi chân thon sẽ là phần thưởng dành cho chị em chúng mình. Hãy kiên trì tập cùng Dung nhé. À, nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của Dung thì đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông thông báo để nhận được các video của Dung nhanh nhất nha. Let's go. Động tác 1. Hai tay đan vào nhau trước ngực, từ từ đẩy mông ra sau, hạ người của bạn xuống, giữ lưng thẳng, vào tư thế squat. Giữ nguyên tư thế, bạn nhấc mông lên xuống 3 lần, sau đó đứng thẳng dậy. Các bạn lặp lại động tác này trong 30 giây nha. Động tác 2. Squat nghiêng thân sang một bên, hai tay của bạn duỗi thẳng trước mặt. Bạn lần lượt nghiêng mông sang bên trái và bên phải. Hãy giữ cho lưng của bạn thẳng, đầu gối vuông góc khi bạn nghiêng sang bên đó. Động tác 3. Bước rộng hai chân của bạn sang ngang, lần lượt hạ thấp đầu gối trái và phải xuống vuông góc luân phiên nhau. Hai tay của bạn đặt trên đầu gối, mắt hướng nhìn về phía trước. Động tác 4. Hai tay đan trước ngực, bước dài chân trái của bạn ra sau, từ từ hạ hai đầu gối xuống, giữ lưng của bạn thẳng. Sau đó, các bạn đổi bên, bước dài chân phải của bạn ra sau. Hãy hạ đầu gối vuông góc, giữ lưng thẳng các bạn nhé. Động tác 5, chúng ta cùng thử thách squat kết hợp nhấc lần lượt gót chân của bạn lên. Cố lên các bạn ơi! Động tác 6. Nằm nghiêng thân người của bạn trên mặt phẳng, tay trái duỗi thẳng kê dưới đầu, tay phải của bạn chống vuông góc phía trước. Giữ chân phải của bạn cao hết mức có thể, đưa chân trái nhịp nhàng từ dưới lên trên chạm vào chân phải. Bây giờ chúng ta cùng đổi bên. Bạn làm tương tự như vậy với bên chân trái nha. Sẽ rất mỏi. Mỡ của phần bắp đùi đang được tiêu hao mạnh mẽ. Gắng lên các bạn ơi. Thank you.
Động tác cuối cùng, hai khuỷu tay của bạn hạ vuông góc dưới vai, giữ lưng thẳng, đẩy mạnh nghiêng người ra sau. Hai chân của bạn duỗi thẳng góc 45 độ, lần lượt mở chân của bạn sang ngang, hãy hạ thấp hết mức có thể của bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Dung hết bài tập của ngày hôm nay. Hãy để lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cho Dung biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye!